À bọn này hả anh? Bọn này năm nào mấy đoàn Đức, Hàn Quốc, thằng ấy đồng tháng cũng về rồi, giao lưu cũng chuyên cả. Bên đó nó đi chữa lấy đều cũng đâm rồi, đều bên thằng đều có hai thôi. Bạn biết lại thôi. Rồi tí rồi tí cho em xin thêm phát nữa. Đang ngay cho em thêm sót nữa. Sắp xong rồi. Đứng sát vào nha. Dallo scorso ottobre 2020. Ciao, militare, ma anche compiti relativi alla protezione civile, quindi dare su. Rất là hiện đại, cho nên là ngoài cái cách sử dụng giống như là những con tàu truyền thống, tức là chúng ta vẽ hải trình lên một cái bản đồ bằng giấy, thì cũng có một hệ thống bản đồ. I think that everything is going very well. We are happy to be in Ho Chi Minh City. We are happy to receive this beautiful Navy ship from Italy. And I believe that all procedures went very well. We feel safe and secure here in the waters of Ho Chi Minh City. And we are happy to be in Vietnam to strengthen our cooperation bonds. À bọn này hả? Bọn này năm nào mấy đoàn Đức